Thưa quý vị và các bạn, nóng vội bắc mạ xuân quá sớm, sử dụng các giống lúa dài ngày, phẩm cấp kém, đó là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương trong vụ xuân 2014. Ngoài nguyên nhân là do người nông dân không chịu đổi mới trong sản xuất, không tuân thủ nông lịch, thì chính Ủy ban Nhân dân một số huyện xây dựng đề án sản xuất vụ xuân sớm hơn nông lịch của ngành nông nghiệp đến gần một tháng. Sản xuất nông nghiệp không đúng thời vụ, sai cơ cấu sẽ gây ra hậu quả là không né tránh được thiên tai, dịch bệnh và nguy cơ mất mùa rất cao. Chỉ cách đây khoảng gần 20 ngày, trên thửa ruộng này, người nông dân huyện Hưng Nguyên đã gieo mạ lúa xuân. Mạ non gặp rất đậm rất hại, lại không được che phủ ni lông hay thực hiện bất kỳ một biện pháp chống rét nào. Kết quả là sau 20 ngày, nông dân mất trắng do chính sự chủ quan của mình. Cà XC3 và nếp 97 và các cái giống trong ngày là bây giờ người ta là những nào ra mà che phủ ni lông thì còn được, nhà nào không che phủ ni lông đến bây giờ bị chết rất nhiều. Điều nguy hại nhất, hầu hết các giống lúa gieo trồng quá sớm này đều là những giống lúa đã không được cơ cấu. Do đó, các đơn vị sản xuất cung ứng giống cũng như cơ quan quản lý không còn đưa phục tráng sản xuất giống đúng phẩm cấp. Giống được đưa vào dùng đều của nông dân tự để giống xuống cấp hẳn về phẩm cấp. Trong khi theo lý thuyết, giống giảm xuống một cấp sẽ bị giảm khoảng 15% năng suất. Duy trì là cứ nhà đi đổi cho nhà đấy rửa là lấy cái lúa ăn nó là ra là mình đem để mình giống đấy để cậy rồi thôi. Đến thời điểm này vẫn chưa có thống kê đầy đủ diện tích mạ xuân bị chết rét, song hầu hết các trà mạ được nông dân xuống giống một cách vội vàng và không có biện pháp chống rét đều bị chết. Diện tích ít thì khoảng từ 10 đến 20%. Có nhiều nương mạ, tỷ lệ mạ chết đến 95%. Gieo mạ quá sớm là truyền thống của nhiều nông dân ở các huyện như Nam Đàn, Nghi Lộc, thành phố Vinh và Hưng Nguyên. Hưng Nguyên hiện nay năm nay thì có khoảng đến nay là khoảng 350 hecta là người dân mà vẫn ra cái giống dài ngay. Thì do cái đặc điểm là của Hưng Nguyên có một số xã khu cận thành phố, cho nên là đang tập trung cái việc ngoài gieo cấy thì đứng lo cái việc chờ Tết để buôn bán tại chợ Vinh. Cho nên đặc biệt là vùng của Hưng Thịnh, Hưng Lợi và Hưng Phúc là cái diện tích mà người dân ra giống dài ngày nhiều hơn. Gia đình ông Phạm Văn Vinh ở xóm 2, xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn sản xuất 6 xào lúa. 3 xào gieo cấy giống lúa BTE1, ông đã gieo cách đây gần 10 ngày, tức là gieo vào ngày 20 tháng 12. Trong khi đó, theo đề án của ngành nông nghiệp tỉnh, thì giống lúa này phải gieo cấy vào khoảng mùng 5 đến mùng 8 tháng 1 năm 2014. Lịch thì như theo lịch huyện. Huyện là 17 mà. 17 tháng 12. 17 tháng 12. Vì họ thông báo đến loa, nên là cũng theo đó. Không riêng gì gia đình ông Phạm Văn Vinh, mà vào thời điểm này, nông dân ở xã Nam Phúc đã đồng loạt ra đồng sản xuất vụ xuân 2014. Toàn xã Nam Phúc có 220 hecta lúa, thì đến nay đã xuống được 5 tấn lúa giống. Theo tính toán sơ bộ, thì cách đây 5 ngày, xã Nam Phúc đã ra mạ đạt 80% diện tích. Ra giống sớm không phải là tự phát của nông dân, mà là chủ trương của Ủy ban Nhân dân xã, và địa phương lại thực hiện theo nông lịch của huyện. Căn bản ở xã đấy thì chủ yếu là căn cứ vào lịch của huyện, chứ cũng không thể làm khác gì được. Huyện chỉ đạo xã với anh em chỉ đạo bà con làm như thế. Còn đây là đề án sản xuất vụ xuân 2014 của huyện Nam Đàn. Theo đề án này thì các giống lúa AC5, BTE1, nếp 97, nếp 87 sẽ bắc mạ vào khoảng 17 đến 19 tháng 12, tức là sớm hơn gần 20 ngày so với nông lịch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo ngành nông nghiệp, thì việc xây dựng nông lịch cho từng giống lúa căn cứ vào thời gian sinh trưởng và nền nhiệt độ của năm đó để làm sao lúa trổ vào khung an toàn, tức là hết rét cuối vụ. Tuy nhiên, việc xây dựng đề án một cách sai lệch như của huyện Nam Đàn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất. Cái việc nông dân ra giống thì sớm như vậy thì nó có mấy cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là thời tiết theo nhận định thì vụ xuân năm nay nó vẫn là một cái vụ xuân ấm,
Do đó nếu mà ra sớm quá thì nó sẽ trổ sớm, và trổ sớm thì nó sẽ dễ mắc cái điều kiện thời tiết bất thuận. Cái việc ra giống rải rác như vậy dẫn đến cái việc tổ chức chỉ đạo quản lý dịch bệnh cũng rất khó. Do đó cái nguy cơ, cái tình hình diễn biến dịch bệnh trong những cái vùng mà ra quá sớm rồi kéo dài cái lịch thời vụ như vậy cũng là không ổn. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 23 tháng 12, toàn tỉnh đã có khoảng 100 hectare mạ được gieo, đủ cấy cho trên 3.000 hectare lúa, tập trung ở các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn và một ít ở huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu. Tại các địa phương trên đã cơ cấu những loại giống cũ mà ngành nông nghiệp đã khuyến cáo không đưa vào gieo cấy như IR1820, IR17497, XY23. Đây là những giống lúa đã cũ, dài ngày, dẫn đến việc điều tiết nước cho sản xuất của các địa phương gặp khó khăn. Các loại sâu bệnh có khả năng phát sinh và gây hại. Vẫn còn chưa muộn để các địa phương chấn chỉnh lại việc sản xuất sai cơ cấu, sai nông lịch của nông dân. Các địa phương và đặc biệt bà con nông dân theo dõi sát cái thời tiết để chúng ta ra giống. Vì theo nhận định của khí tượng thủy văn thì khoảng độ là 30 tháng 12 thì sẽ có một đợt không khí lạnh sâu và khả năng là nhiệt độ xuống thấp, xảy ra rét đậm và rét hại. Do đó chúng tôi đề nghị là các địa phương phải thông báo rõ cái tình hình thời tiết này cho bà con nông dân, và tốt nhất là để sau cuối cái đợt rét của đầu tháng 1 thì chúng ta mới chỉ đạo nông dân ngâm mủ giống, cùng với việc là ra mạ đúng lịch thời vụ thì các biện pháp quản lý mạ phải thực hiện tốt. Xin được nhắc lại, theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp còn đúng một tuần nữa các trà lúa xuân sớm mới ra mạ. Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm. Thắng lợi trong vụ xuân, chúng ta đã thu được 65% tổng sản lượng lương thực của cả năm. Vì thế các địa phương cần tuyên truyền để nông dân thực hiện đúng cơ cấu và nông lịch. Về phía người nông dân, không nên nóng vội, cần tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu sản xuất. Bởi lịch nông vụ đã được ngành nông nghiệp xây dựng dựa trên cơ sở khoa học kết hợp với thực tiễn. Như thế sẽ né tránh được thiên tai và đạt được vụ sản xuất thắng lợi. Không tuân thủ nông lịch làm sai cơ cấu giống khiến cho sản xuất nông nghiệp gặp quá nhiều rủi ro. Ngay trên một diện tích phải tốn 2 lần giống và công lao động thì chi phí sản xuất sẽ tăng cao và năng suất lúa lại giảm do thiếu sự đầu tư chăm sóc của nông dân. Điều này dẫn đến làm ruộng không có lãi, thậm chí là bị lỗ. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều nông dân có tư tưởng và thậm chí là bỏ ruộng hoang.